Hello anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang tới cho anh em một phiên bản Z590 nữa tới từ Gigabyte. Và phiên bản này sẽ tiếp tục kế thừa những gì gọi là đẹp nhất của thế hệ đi trước, đó chính là Vision Z. Thì cụ thể, sự khác biệt khi các bạn nhìn thấy ngay về cái ban đầu, đó chính là tên gọi. Thông thường, năm ngoái chúng ta sẽ gọi là Z490, thì năm nay chúng ta có một chip Z mới hơn là Z590. Mình sẽ nói nhanh qua một chút thôi, bởi vì bây giờ mình vẫn chưa có được CPU thế hệ 11 để có thể test cho các bạn. Về mặt cơ bản, socket hỗ trợ CPU vẫn sẽ là 1200, tức là đối với những bạn nào mà mua CPU thế hệ 10 thì vẫn có thể cắm lên bom chủ Z590 được, sẽ hỗ trợ tương thích ngược. Tuy nhiên thì với thế hệ thứ 11, mặc dù vẫn là tiến trình 14 nanomet, socket thì vẫn là 1200, thế nhưng vẫn có những cái cải tiến cụ thể mà theo như các bài benchmark trên mạng các bạn có thể xem được và những thông tin được đưa ra thì các bạn có thể thấy được là mặc dù cái lượng nhân và luồng có thể sẽ giảm, thế nhưng cái hiệu quả thực tế khi mang lại sẽ rất cao. Còn cao như nào chúng ta sẽ cần phải test thực tế thì mới biết được. Nhìn sơ qua một chút về phần hình thức đi, thì như các bạn có thể nhìn thấy là đây, ở đằng sau chúng ta sẽ không có gì cả nhé, sẽ không có thêm ổ SSD đằng sau, mọi thứ sẽ tập trung ở ngay phần mặt trước. Thì ở đây mình sẽ đếm được là, đây các bạn có thể thấy được là 3 miếng kim loại lớn. Một chút nữa thì mình sẽ tháo chi tiết ra và mình sẽ trình bày cho các bạn thì mục đích thực sự của những miếng kim loại này và đằng sau sẽ là cái gì. Về khu vực khe RAM đi, khe RAM sẽ không được bọc thép, các bạn yên tâm đi, sẽ không có cái chuyện. Mặc dù như không được bọc thép, các bạn thể nhìn được những mẫu ổ chủ khác đều có, của Gigabyte đều có, những mẫu ổ chủ này thì lại không có. Nhưng yên tâm đi, sẽ không có chuyện các bạn cắm RAM vào, các bạn rút ra, các bạn giật bay được cái RAM ở đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện nó xảy ra. Và RAM hỗ trợ tối đa sẽ là 128GB, với bus RAM rất cao, là lên tận, mình nhớ không lầm, là 5200 MHz. Còn cụ thể mà bạn có lên được hay không thì tùy thuộc rất nhiều vào nhân phẩm các bạn có ép dung được hay không. Còn khi các bạn sử dụng thông thường thì bus RAM sẽ hỗ trợ mặc định sẽ là 2933 trên cả 4 khe luôn. Các bạn có thể bật tính năng XMP nếu như bus RAM các bạn thanh RAM các bạn cắm vào được bus cao hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo các thành phần linh kiện ra, và mình tháo đến đâu thì mình sẽ nói đến linh kiện đấy. Khi tháo ra thì đây mình sẽ nhấc ra từ thành phần linh kiện một đi. Thì mình sẽ nhấc ra cái thành phần những cái tấm chắn IO. Thì thông thường như ở nhà thì các bạn sẽ gần như chẳng bao giờ tháo những cái tấm chắn này ra đâu. Ở bên trong dĩ nhiên chúng ta sẽ có những cái phần giải led nữa. Ở trong đây có một dây kết nối nữa. Để mình chút dây kết nối thế đã. Rồi. Về phần tấm chắn thì bên trong sẽ như bình thường thôi. Bên ngoài sẽ ghi chú đầy đủ các cổng kết nối USB Type-A, DisplayPort HDMI, cổng mạng LAN với tất cả cổng âm thanh khác. Còn ở khu vực chắn IO sẽ được làm từ nhựa thôi và che ở bên khu vực bên chỗ bên đấy, che cho trống thôi chứ thực ra thì để trang trí là chính thôi. Đây, trông tương đối đơn giản, nó không có gì. Rồi, mình đã chuyển sang đến những thành phần linh kiện khác mang tính chất quan trọng hơn, đó chính là về khu vực tản nhiệt cho VRM. Thì hệ thống cấp điện cho CPU sẽ bao gồm một cổng 8 pin và một cổng 4 pin. Về lý thuyết ra thì sẽ cung cấp điện cho Intel Core i9 hoàn toàn ổn định và cấp điện sẽ là 12+1. Trong đấy 12 phê điện sẽ cấp điện cho phần CPU, phần nhân đấy. Còn trong đấy sẽ một phê điện sẽ cấp điện cho phần case cũng như phần iGPU. Và để tản nhiệt được cho hệ thống như vậy thì thông thường đối với hệ thống cấp điện mà sử dụng như một cổng cấp nguồn 84 pin ấy thì mức điện năng tỏa ra là tương đối ấn tượng đấy. Và vì thế chúng ta sẽ có hai khu vực, hai cái tấm heat sink tương đối lớn trong khi tản nhiệt cho những cái mẫu bom bài chủ đã tiền hơn thì là sẽ có một vài option tản nhiệt nước, nhưng mà đối với mẫu bom bài chủ này thì tản nhiệt như này mình đánh giá rất tốt rồi. Mình so sánh dựa theo kết quả của năm ngoái thì các bạn có thể nhìn được là ở đây mình đang có tổng cộng là hai khu vực này được kết nối với nhau bằng một ống đồng duy nhất, và một ống đồng này sẽ được mạ Niken rồi, sáng bóng, nhưng mà mình vẫn thấy mặc dù được mạ Niken rồi vẫn có một chút ánh đồng ở đây, và có miếng thermal pad nữa để có thể dẫn nhiệt được tốt hơn. Và ở một tấm sẽ được tạo các cái khe rãnh để có thể hút gió tốt hơn, còn một cái khu vực còn lại sẽ chỉ để một cái tấm nhôm lớn như vậy. Một tấm nhôm, đúng rồi, đơn giản như vậy thôi. Về phần khu vực cấp nguồn đây, các bạn có thể nhìn thấy các cái tụ và các phây điện và khu vực VRM, nói chung là tương đối đầy đủ. Mình sẽ nói một chút về mẫu CPU thế hệ 11 đi. CPU thế hệ 11 sẽ hỗ trợ là PCIe 4.0 và sẽ có tổng cộng là 20 làn, trong đấy sẽ có 16 làn dành cho GPU, đúng rồi, 16 làn dành cho GPU. Trong đây khe X16 ở đây, khe X16 được bọc thép, khe này sẽ là khe hỗ trợ giao thức PCIe 4.0 và X16, và 4 làn còn lại sẽ hỗ trợ cho phần SSD. Tuy nhiên thì thông thường một mẫu main khác sẽ có một cái khe trên cùng luôn, thông thường sẽ nằm ở
khe các bạn có thể nhìn thấy nhất, có thể trên hoặc là dưới cái khe PCIe 6X. Thế nhưng đối mẫu main mình đang có ở đây thì cả 4 khe đều hỗ trợ PCIe 4.0. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng các bạn cắm cả 4 SSD 4.0 vào sẽ nhận đủ băng thông, mà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào CPU. Và CPU của Intel thì thông thường sẽ hỗ trợ 20 làn thôi. Các bạn cắm cạc vào rồi thì các bạn sẽ còn 4 làn nữa, thì các bạn có thể cắm vào một trong 4 vị trí mà mình đang có ở đây. Một vị trí ở ngay dưới CPU trên khe X16. Đấy, có tấm tản nhiệt hẳn hoi nhá. Cũng có thể hỗ trợ, các bạn cắm đây vẫn nhận. Thế nhưng các bạn không thích cắm ở bên trên, các bạn thích cắm ở bên dưới cơ. Bên dưới các bạn sẽ, bên dưới khe X16 thì chúng ta sẽ có thêm hai khe HDMI nữa, và cả hai khe này các bạn cắm khe nào cũng được. Đấy. Và nếu như các bạn cảm thấy ba khe còn ít, dưới cùng lại thêm một khe nữa, thế là chúng ta đã có 4 khe, đúng. Nếu như các bạn mua những mẫu SSD của Gigabyte, là đều có, Gigabyte cũng có những cái mẫu SSD hỗ trợ PCIe 4.0, các bạn cắm khe bên trên và ba khe bên dưới các bạn cắm thêm bất kỳ loại SSD nào nữa, miễn là Gen 3 là được. Còn cắm Gen 4 thì vẫn ok thôi, vẫn có thể nhận băng thông, bởi vì đều có tính chất tương thích ngược, nhưng mà sẽ lãng phí một mức tiền tương đối lớn đấy. Và còn hai khe nữa là cũng là khe kích thước X16, thế nhưng cái băng thông sẽ chỉ là X4 thôi. Các bạn nếu mà nhìn rõ được thì đây chỉ đến một phần rất ngắn ngắn thôi, đây là X4, còn lại thì thước mà vẫn đủ. Và khu vực tản nhiệt cho phần chipset vẫn ấn tượng. Chipset của Gen 590 không hề tỏa quá nhiều nhiệt, thế nhưng cái tấm ốp tản nhiệt lại phải nói cực kỳ lớn nếu mà so với một mẫu main có mức giá tương đối hấp dẫn, đó là thuộc dòng Vision. Đây, một tấm kim loại màu đen rất to, rất nặng mà chipset lại tỏa ra tương đối ít nhiệt. Nói chung thì hiện tại mình vẫn đang chưa thể nào có mẫu CPU thế hệ mới nhất của Intel để có thể test được, mặc dù là có hỗ trợ tương thích ngược, tức là mình có thể cắm CPU thế hệ 10 vào và vẫn có thể nhận hoàn toàn bình thường. Thế nhưng khi đấy thì cái kết quả đưa ra sẽ không mang tính chất tham khảo được rõ hơn để phản ánh được là hiệu năng giữa CPU thế hệ 10 và 11 khác nhau bao nhiêu, và liệu các bạn có nên bỏ tiền ra để nâng cấp thế hệ như vậy không. Thế nhưng trước mắt chúng ta sẽ nhìn vào thực tế khi sử dụng đi, thì cái mẫu main sử dụng chipset Z590 thế nhưng mình đánh giá là rất đáng để chọn mua, bởi vì các mẫu cạc họa như kiểu của NVIDIA cũng đã hỗ trợ PCIe 4.0 rồi, và SSD PCIe 4.0 ở trên thị trường cũng phổ biến hơn rất nhiều. Các bạn sẽ mua combo này về hiệu năng trải nghiệm hay vẫn thực tế, có nếu nhìn vào mặt tích cực đi, trong tương lai thì hiệu năng sẽ cải thiện rất nhiều, có thể lên tận 10%. Còn về thực tế khi sử dụng mà mình test qua rồi, thì là test qua trên các combo khác ấy, thì PCIe 4.0 với 3.0 nếu cắm cả đầu ạ thì hiệu năng sẽ chênh lệch khoảng chừng 1 hoặc 2%. Nói chung là tùy thuộc vào bạn nào có muốn bỏ thêm ra tiền mua chiếc để trải nghiệm chiếc công nghệ hay không. Vậy thì đường link của các sản phẩm Gigabyte mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Hẹn lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.